mọi người, lại là Lily đây. Hôm nay Lily sẽ quay một clip make up, thử thách mình make up giống tông của chị này. Như các bạn đã thấy là màu mắt của chị đánh là nâu nâu cam cam mà trộn một chút xíu hồng đỏ đúng không? Mình bắt đầu nha.